Rồi, hello anh em nhá. Chúc anh em có một ngày làm việc thật vui vẻ nha. Hôm nay tiếp tục đến anh em clip là iPad. Mình về iPad rất là nhiều. Đôi iPad này phải nói là khủng luôn. iPad 234 thôi anh em, chủ yếu mình iPad 234 nha. Anh em được xem được clip này thì thích thì alo trực tiếp số điện thoại mình nha. 0355 356 356 ha. Cặp trước cho mình cái cạc Viettel 50.000 cho những máy dưới 2 triệu và những máy trên 2 triệu thì 100.000 Viettel nha anh em. Trong người theo nhắn họ tên địa chỉ thì mình sẽ gửi máy cho anh em nha. Những dòng iPad này thì anh em xem YouTube, Zalo, Facebook nha anh em. Giải trí là ok. Nói chung con em xài giải trí thì con này khỏi chơi luôn cái dòng iPad này. Đó, rất là nhiều. Anh em lựa chọn thoải mái luôn. Và máy thì ngoại hình thì ok nha. Nói chung vỏ thì cũng có cấn nhẹ nhẹ. Dòng này thì anh em biết rồi, nó không ra lâu rồi nhưng mà xài rất là chuẩn. Cái táo mà pin trâu bò. Đặc biệt iPad thì nó xài pin cực trâu luôn. So với những cái máy iPad dòng Samsung rồi thì mình nghĩ không có vé đâu. Pin máy con này rất là ghê. Rồi để mình giới thiệu cơ bản cho anh em xem luôn nha. Thì đầu tiên thì mình xin phép giới thiệu anh em cái dòng iPad 2 nha. iPad 2. Đây. iPad 2. Ngoại hình thì xuất sắc còn nhẹ nhẹ anh em bỏ qua mấy vấn đề đó nha. Tại vì máy này nó cũng ra cũng hơi lâu. Nên anh em chỉ việc chú trọng tới chất lượng thôi. Mình ngoại hình thì anh em bỏ qua một tí. Máy sạch nha anh em, không có tài khoản tài khiết gì hết nha. Máy giờ iPad 2 thì nói chung là cái vấn đề camera thì nó hơi xấu một tí. Thì chú quan trọng là vấn đề bên wifi này. Camera nó thì không được đẹp rồi. Máy thì xài ok luôn. Máy thì kính đẹp nha, lưng thì có xuất sắc. iPad 2 bản 16GB. iPad 2 thì mình bán đồng giá nha, bản wifi 16GB giá 1.470.000. 1470 nha anh em. Kèm sạc riêng ha. Kèm sạc riêng. Giá 1470. Kèm sạc riêng nha anh em. Đó. Màn hình rất là ok, có nhiều con cóng móp nhẹ nhẹ. Còn đa số là máy đẹp. Màn hình y như mình quay nha. 1.470.000, iPad 2 bản wifi. Kèm sạc riêng, chưa bao gồm phí ship nha, anh em tự chịu nha. Đây cũng một con iPad 2 nữa nha anh em. Bản 2 bằng wifi này, đó, màu đen. Và mình có cái dòng iPad 3. Đây anh em. iPad 3 bằng wifi 16GB. Anh em nào thích mạnh hơn thì chơi iPad 3 nha. Còn mấy con kia iPad 2. Máy thì sập, không có lao lít hết nha. Mua về chỉ việc bật wifi lên là quốc thôi. Xài thoải mái thôi. Bản 16GB. iPad 3. iPad 3 thì xài đó ok lắm nha. Đây, mình đã tải thử Zalo, Facebook cũng như YouTube về hết cho anh em rồi. Giờ chỉ việc anh em kết nối mạng là xài thôi nha. Đó, camera thì tạm được. Nói chung tạm được thôi. Mấy cái dòng iPad này chủ yếu giải trí thôi nè. Còn wifi thì quên camera thì không có chú trọng máy đâu nha. 16GB nha anh em. iPad 3, con này là iPad 3. iPad 3 thì để anh em giá 1.900.000 nha. 1.900.000 kèm sạc riêng. 1.900.000 kèm sạc riêng. Anh em sạc. iPad 3 còn nữa rồi. Đây của iPad 3 này anh em. Đây của iPad 3 luôn nha. Ngoại hình thì cũng còn ok. Xuất sắc vậy vậy. Và tiếp đến là anh em là mình có iPad 4 nha. Đây. Đây là bản iPad 4 rồi. Bắt 4 bản wifi nha anh em. iPad 4. Anh em nào thích mạnh cực thì cho ra con iPad 4 này. Ok luôn. iPad 4 thì cái chân sạc này nữa không? Chân sạc của iPhone 7, iPhone 6, iPhone 5. Còn iPad 2, 3 thì chân sạc nó vẫn là của iPhone 3, iPhone 4. Cái này là iPad 4 ra nè. 16GB. Tài khoản thì sạch ha, chưa có gì hết. Anh em tự đăng nhập vô để mà tải ha. iPad 4 mình cũng rất là nhiều nha. Về cũng chục cây. Anh em lựa thoải mái. Anh em cứ alo là còn hàng thôi.
cái bạn có sim thì nó bán hơi giá nó hơi cao nên mình khó ra. Mình nhập mấy cái dòng này dễ chơi, anh em dễ mua hơn. Này mới mua về nó đang định dạng ở nước ngoài, mình phải chơi lại tiếng Việt. Tí là mình cài qua tiếng Việt hết. Đây. Sáu ghi, đa số là bản 16 ghi hết nha anh em. Kèm sạc riêng, chưa bao gồm phí ship. Con iPad 4 này giá 2450 nha anh em, 2.450.000. Và mình có lặt cho một em iPad mini 1. iPad mini 1, một con duy nhất bản Wi-Fi. Bản Wi-Fi. Mấy người hình còn rất là ok đẹp. Giá 1380 nha anh em. Mini 1, giá 1380. Một con duy nhất. Máy kèm sạc. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây nha. Anh em nhớ đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất từ kênh mình nha. Thân ái chào anh em.